Vâng, xin mời chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em xem một cây Zippo Armor cũng rất là đẹp anh em nhé. Cây này thì siêu bền luôn, một trong những cái loại mà Zippo bền nhất anh em nhé. Armor thì cực kỳ bền. Và cây này thì shop mình còn bảo hành trọn đời anh em nhé. Trong quá trình sử dụng, nếu anh em dùng mà có gãy lưới gà hoặc là bong bán lề thì shop mình sẽ bảo hành miễn phí và không giới hạn số lần bảo hành anh em nhé. Tức là anh em dùng một lần gãy bảo hành miễn phí lưới gà, hai lần, ba lần, đến lần N vẫn là miễn phí anh em nhé. Với điều kiện là anh em vẫn còn sử dụng cái sản phẩm đấy, nó không mất là mình vẫn còn bảo hành chứ anh em. Đây là anh em yên tâm anh em nhé. Đây là một trong những cái chính sách mà shop Zipman mình thấy là rất là tự hào. Tại vì là cũng rất là ít shop có chế độ bảo hành như thế anh em nhé. Nên là anh em yên tâm mua sản phẩm ở shop mình. Là thứ nhất, thứ hai là những cái giá ở sản phẩm mình cũng rất là hợp lý anh em nhé. Có những cây mà ví dụ như thị trường bán giá tầm khoảng 8-9 triệu mà shop mình cũng tầm khoảng 6 triệu thôi anh em nhé. Đấy. Và những cái cây như thế này thì anh em mua shop mình cũng rẻ hơn bình thường là 1%. Đấy, nên là anh em cũng yên tâm nhé. Ngoài cái website, ngoài kênh YouTube thì mình cũng còn website zipman.vn anh em nhé. Nếu mà anh em muốn xem các sản phẩm khác thì có thể Google có chữ zipman.vn là ra shop mình, thì shop mình đây zipman.vn. Mỗi sản phẩm bán ra thì shop mình sẽ có bảo hành và cái thẻ bảo hành đây anh em nhé. Khi mà anh em muốn bảo hành thì anh em truy cập vào website zipman.vn hoặc anh em gọi trực tiếp số điện thoại của đó và anh em đọc ra cái số điện thoại lúc anh em mua hàng thì bên mình sẽ xử lý để bảo hành cho anh em. Ok, quay trở lại với cái sản phẩm này thì chất liệu nó bằng đồng anh em nhé. Bằng đồng nên anh em dùng không bao giờ có thể bay màu được. Đấy. Còn cái này thì được khắc chìm rất là sâu anh em nhé. Đấy, chứ nó không phải là khắc laser đốt mỏng ở lớp một lớp bên trên. Đấy, còn cái này là được khắc chìm. Chứ nếu như khắc laser thì nó chỉ khắc lên những cái sản phẩm màu trắng, chrome hoặc là trắng chrome đánh nháp hoặc là ebony hoặc là xanh sapphire thì khắc laser sẽ bền. Còn nếu như khắc laser lên những cái cây mà màu vàng đồng như thế này thì dùng sau một thời gian sẽ bị mòn. Đấy, còn cây này thì được khắc chìm rất là sâu nên là anh em yên tâm sử dụng nhé. Đấy, khắc chìm ăn mòn rất là sâu rồi. Ok, trên đây thì có một cái cô gái Nhật anh em nhé. Những cái phong cách buộc tóc như thế này là cô gái Nhật. Đấy, có xăm một con rồng to chà bá. Đấy, con rồng xăm ở lưng anh em nhé. Thì mình sẽ bắt nét cho anh em xem con rồng. Đấy, rồng vắt vai đời trai thằng tín. Nhưng đây là cô gái anh em nhé. Ok, thì đấy, còn các chi tiết ở trên đầu tóc này. Đấy, khắc chìm rất là sâu. Mặt mũi cũng rất là sáng sủa anh em nhé. Đấy, các chi tiết để anh em khi mà nhận sản phẩm cầm trên tay sờ vào thì mới thấy được cái độ sâu của sản phẩm và độ đẹp của sản phẩm anh em nhé. Về cái độ cầm xăng ấy, thì cái này cũng cầm xăng tầm khoảng 1 tuần là trung bình anh em nhé. Nếu anh em biết lối sử dụng thì còn lâu hơn nữa. Cái này thì nó là sản phẩm bóng anh em nhé, đồng bóng. Đấy. Về phần thân và phần nắp thì kín khít. Và cạnh bên này này, đấy, thì bán lề có 5 chấu anh em nhé, đều tròn kín, mỗi hàn cũng khá là tròn, đấy, tương đối tròn. Cái đời mới đây thì cái mũi hàn này thì mình đánh giá công ty đã có cải tiến anh em nhé, và khá là tròn so với những cây Armor đời trước đây. Trên phần nắp bên trên đây. Đấy. Các cạnh viền thì đánh bóng anh em nhé. Về cái mộc, thì chút nữa mình sẽ xoay cho anh em xem. Còn mình sẽ cho anh em xem mặt sau trước đi. Chủ đề về mặt sau thì có khắc chìm hình cô gái anh em nhé. Một cô gái cũng là cô gái Nhật nhưng mà khả năng cao là không phải là cô gái này. Đấy, cô gái này mặt sau thì có con rồng bắt vai. Còn cô gái này thì có cái này cành cây hoa lá anh em nhé, bắt vai. Về mặt sau thì cũng được khắc chìm, anh em nhìn cái tóc cô gái là sẽ thấy được cái độ chìm độ nổi của sản phẩm anh em nhé, nên là rất là bền. Bên cạnh đấy thì có một cái cây chia cái trúc nữa. Anh em yên tâm một điều là cái cây này dùng thì không thể mòn được anh em nhé, không thể mòn. Chủ đề này anh em dùng có 10 năm cũng không mòn được, trừ trường hợp anh em cố tình anh em mài anh em phá thì mới hỏng thôi. Cây này thì nó là hàng Armor, mà Armor thì vỏ nó dày anh em nhé, vỏ nó dày. Cái tiếng Anh dịch ra Armor có nghĩa là áo giáp, tức là cái vỏ nó sẽ bảo vệ cho cái cây Zippo. Và khi mà nếu mà chẳng may có rơi rớt ở một cái độ cao vừa phải, ví dụ anh em móc rồi xong túi quần móc ra nó có rơi thì nó cũng hạn chế cái việc cắn móc.
nếu như cái dòng vó tiêu chuẩn mà móc từ độ cao chỗ cái túi quần rơi ra, rơi đúng cái điểm yếu là cái góc này, thì khả năng rất là cao thì nó có thể móp anh em nhé. Còn như cái này thì cho dù rơi góc thì nó cũng không thể móp được. Đây, nét chữ rất là rõ ràng anh em nhé, nên là anh em yên tâm. Xin lỗi anh em là mình đang quay thì có khách hỏi mua hàng anh em nhé, anh em đợi mình một chút. Ok, thì đây, và bây giờ mình sẽ test âm cho anh em nghe nhé. Đây, âm thanh sản phẩm đấy anh em nhé. Về âm thanh thì mình thấy âm như thế này cũng tương đối anh em nhé, tương đối hay đấy. Bên trong thì có màu vàng của đồng. Một cái lưu ý là bên trong thì đôi khi nó có lem lem là bình thường anh em nhé. Cái đó mình không tác động được, tại vì bản chất của đồng là đôi khi nó lem lem. Bên ngoài thì nó đánh bóng thì không thể lem được rồi, còn bên trong nó không đánh bóng anh em nhé. Và bên trong thì mỗi sản phẩm nó có một cái tem riêng, nên là mình không thể nhìn bên trong được anh em nhé. Đấy, nên là bên trong rất là lem là bình thường. Đấy, bán này thì cứng cáp. Cái này thì ruột và vó được sản xuất trùng số 24 anh em nhé, đó là trùng năm 24. Còn cái chữ cái ABC thì là đại diện cho cái tháng, thì thường là lệch tháng rồi. Lý do lệch vì sao thì anh em xem nhiều cũng biết rồi anh em nhé. Cái ruột này là bằng thép chuyên dụng không dí, xong rồi mạ màu vàng, cố đá cao bằng đồng và bánh xe cassette. Những cái chi tiết này là những cái chi tiết phân biệt Zippo thật giả anh em nhé. Video nào mình cũng quay mình cũng nói, tại vì là mình phải nói thì khán giả mới biết được anh em nhé. Đấy, cái lưới gà này mình bảo hành trọn đời này. Đấy, sợi chỉ màu vàng quấn quanh cái tim đấy anh em nhé. Ngoài ra thì nó còn mấy dây đồng. Cái dây đồng này có tác dụng là nó hút cái nhiệt từ cái ngọn lửa anh em nhé. Ok, thì như cái sợi tim này này anh em dùng tầm khoảng nửa năm mới hết. Còn viên đá này này thì anh em dùng một tháng, khoảng một tháng là hết anh em nhé. Anh em mua hàng ở shop Zipman mình thì mình tặng thêm cho anh em một viên đá anh em nhé. Ok, châm xăng này thì châm vào đây. Cái này là bằng đồng. Khi mua về anh em xếp tim nó dích sắc một chút thì nó sẽ cầm xăng tốt hơn. Còn về cái cầm xăng lâu ấy, thì nó có nhiều lý do anh em nhé. Thì một trong những cái lý do mà tốt nhất anh em có thể cải thiện đó là xếp tim và bọc ruột anh em nhé. Ok, cây này thì trên thị trường thì mình cũng không để ý là có hay chưa, mà những cây tương tự như thế này anh em nhé, giá tầm khoảng 1,3 triệu cho đến 1,5 triệu anh em nhé. Nhưng mà với shop Zipman mình thì anh em mua luôn luôn có giá ưu đãi. Cái này chỉ là 1,200,000 đồng thôi anh em nhé, 1,200,000 đồng bảo hành trọn đời. Anh em lấy thì shop mình sẽ bao ship COD, hàng đến nơi anh em được kiểm tra hàng trước anh em nhé, được kiểm tra hàng trước đúng hàng như trong clip rồi anh em mới nhận và thanh toán tiền sau thôi. Đây là một trong những cái chính sách mà hầu như cũng chỉ có shop Zipman mình có anh em nhé. Ok, anh em muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop. Mình chào tạm biệt. À, anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Bye bye.